Hãy cùng đón xem và tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 trực tiếp trên kênh SCTV6. Đặc biệt nhất là tôi vẫn ấn tượng với cái lứa của Bùi Tiến Dũng, Bùi Duy Thường, Trương Văn Thiết, Trần Ngọc Sơn. Đấy là những cái lứa mà các em nó vào từ lúc 15 tuổi. Thực sự nó rất thiệt thòi. Có những cái thời điểm mà mọi người nghĩ là có thể cái lứa này chúng ta có thể loại, chúng ta có thể bỏ để chúng ta dùng cái lứa dưới. Thì đây là cái lứa đầu tiên thì chúng tôi cũng đang rất là cố gắng, mong muốn được là những vận động viên này sẽ là chơi từ hạng 3 lên hạng 2 và lên hạng nhất và lên V-League. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.